các bạn có thể nghĩ là các bạn không thành công trong thị trường này đó có thể là các bạn không thể tiếp cận được với nhiều thông tin tại vì các bạn không có giỏi tiếng Anh hay là các bạn không có thời gian để mà theo sát những tài liệu cũng như là có thể nhiều bạn nghĩ là mình không có thể thắng được thị trường này hay là không có thể kiếm được lợi nhuận trong thị trường này tại vì à, lý do là mình không biết phân tích kỹ thuật hay là mình không giỏi về xem biểu đồ giá hay là một lý do nào đó nhưng mà thật ra cái mà khó nhất đó, đối với nhiều người đó chính là tâm lý đó các bạn tâm lý là một điều là cực kỳ khó khăn luôn các bạn nghĩ đi từ những cái thời điểm như là bắt đầu cái mùa tăng trưởng của cái đợt này đó các bạn đã biết là bao nhiêu người nói là đợt này à, mình sẽ tiếp tục tích lũy cho dù là giá xuống mình sẽ tiếp tục tích lũy tại vì mình đã bỏ lỡ cơ hội năm 2018 và 19 rồi mình sao không thể nào bỏ lỡ cái cơ hội tích lũy khi mà giá cả không được tốt thì bao nhiêu người nói câu đó các bạn nghĩ bây giờ là đang tích lũy tôi nghĩ là không có nhiều đâu lúc mà chúng ta chưa có đối đầu với những cái tình hình bây giờ đó thì rất nhiều người vẫn có cái tâm lý là mình rất dẫn nhưng mà chỉ khi nào mà các bạn đối đầu với là cái sự bi quan ảm đạm của thị trường cùng với lại tin tức xấu cứ ra liên tục đó khi các bạn cứ nghĩ và các bạn cứ nói là có khả năng đây là sự kết thúc của crypto có khả năng là bitcoin crypto sẽ không bao giờ trở lại cũng giống như là thời điểm năm 2018 nghìn mười tám các bạn lúc đó các bạn nào mà trong thị trường này đó cũng đã biết lúc đó đó là cái cảm nghĩ của rất nhiều người những người còn lại đó thì tâm lý đó bị lung lay bởi rất nhiều những sự kiện thời điểm đó cũng giống như là bây giờ luôn các bạn tâm lý đang bị lung lay bởi rất, rất nhiều những sự kiện bây giờ thời điểm đó, năm 2017, 18, 19 đó, thì năm 2018 đó nhiều người đó thật sự bị lung lay nghĩ là nước này sẽ cấm Bitcoin crypto, nước kia sẽ cấm Bitcoin crypto và cả thị trường này sẽ bị cấm hết. Nhưng mà sự thật không phải là như vậy, cũng giống như là bây giờ vậy đó các bạn. Cái sự bi quan dẫn đến nhiều người đó rất là lung lay. Cho nên điều khó khăn nhất đó chính là vượt qua được tâm lý của chính bản thân của mình. Đó là điều mà mình không có thể chia sẻ với các bạn ở đây. Nhìn vào biểu đồ giá đó thì các bạn thấy được là quá đơn giản Chúng chỉ cần mua những lúc này rồi chờ giá lên mà thôi. Nhưng mà biểu đồ giá không phản ảnh được cái sự dày dò tâm lý mà chúng ta đang phải đối đầu hiện tại. Và thật ra tất cả đó đều không có gì khác biệt dài hạn hết các bạn các bạn hãy nhớ đây là bài viết thường chia sẻ à, cuối tháng 10 đó và thường chia sẻ bài viết này là trước khi có sự kiện của FTX nữa các bạn thường đã chia sẻ với các bạn là dựa theo lịch sử đó thì chúng ta có thể thấy đáy trong khoảng chừng là 4 tuần, có nghĩa là chúng ta có thể thấy đáy là khoảng chừng là từ đây cho đến cuối tháng 11. Tại vì bài viết này là viết vào cuối tháng 10 đó các bạn. thì thật ra mà nói trước khi có sự kiện của FTX, chúng ta có thể thấy là lịch sử đã cho chúng ta thấy khả năng là vẫn chưa có đáy như là thuận đã chia sẻ với các bạn. nhưng mà điều này đó cũng không có phải là điều mà khiến cho các bạn không có làm gì hết. Thuần thì vẫn tích lũy mà thôi Tại vì Thuần nghĩ là tích lũy từ từ Và cái mà Thuần quan trọng hơn đó là tích lũy qua cái thời điểm này Có thể là chúng ta chưa thấy đấy Và có thể nhiều bạn lo lắng gì điều đó Thuần thì lại lo lắng là chúng ta không còn nhiều thời gian để tích lũy nữa Có thể chúng ta chỉ còn có khoảng hơn một năm nữa để tích lũy mà thôi Và nếu chúng ta nhìn vào lịch sử của những cái đợt bên trước đây đó Thì tính theo chu kỳ đi nếu như mà các bạn tin tưởng vào chu kỳ thì chúng ta đã thấy được là mọi người đều tin tưởng vào chu kỳ trước đây cho đến khi mà thị trường phục hồi trở lại thì mọi người lại không tin tưởng vào chu kỳ và họ nói là bây giờ đã khác rồi lần này sẽ khác sẽ không có chu kỳ nữa sẽ không có những đợt đi xuống mạnh nữa tại vì thị trường như thế này như thế kia có nhiều cá vôi tham gia có nhiều công ty lớn tham gia vân vân thì họ đang nghĩ là chúng ta sẽ không cần phải theo chu kỳ nữa sẽ có siêu chu kỳ vân vân các bạn đã thấy được là cuối cùng chu kỳ vẫn là chu kỳ luôn và nếu như chúng ta nhìn lại những chu kỳ trước đây để Coi bản đồ đó thì chúng ta sẽ coi vào Cái tài liệu ở trên uh, BOX tại vì đây là một cái biểu đồ Mà chúng ta thấy được có lịch sử dài hạn hơn Thì nếu chúng ta tính mỗi chu kỳ đó Mà chúng ta tính từ đỉnh tới đáy đi Thì sẽ xuống bao nhiêu phần trăm Và kéo dài bao nhiêu thời gian Thì chúng ta có thể bắt đầu là từ cái chu kỳ Năm 2014 đi Thì các bạn thấy được là sau khi mà lập đỉnh á, Lúc đó khoảng 1.200 đô à, Vào cuối năm 2013 đó Thì giá đi xuống liên tục Tổng cộng đó là đi xuống 409 ngày đó các bạn Nghĩa là hơn một năm một năm 3 tháng cỡ đó Thì chúng ta có thể thấy được là 409 ngày sau đó thì giá đã xuống tổng cộng là khoảng 86% nữa các bạn BTC xuống chỉ còn có khoảng 167 đô mà thôi từ 1.200 đô Và đương nhiên lúc đó ai cũng kêu gọi là đây là cái sự kết thúc của Bitcoin rồi Tại vì lúc đó sàn bao có quá lớn mà họ lại bị phá sản Nhưng mà cuối cùng các bạn đã thấy là không phải rồi Thì sự tích lũy rồi lại tiếp tục tiến tới Đó là cái thời kỳ năm 2000 14 các bạn, chúng ta bây giờ hãy nói tới thời kỳ của năm 2017, 18, 19 đi. Thì nếu chúng ta nhìn vào từ đỉnh á, cho đến đáy đó là bao nhiêu phần trăm và kéo dài bao nhiêu, thì các bạn đã biết là khoảng giữa tháng 12 của năm 2017 đó là giá BDC khoảng chừng là 20.000 đô. Rồi sau đó đó BDC đã đi xuống liên tục tới cái mức. À, là khoảng chừng là tháng 12 của năm 2018 đúng một năm sau đó thì cỡ đó các bạn thử cái giá đã xuống chỉ còn có 3.000 đô mà thôi thì tổng cộng đó giá BDC xuống khoảng chừng là 85% các bạn các bạn nhớ là chu kỳ trước đó là xuống 86% chu kỳ năm 2018 đó là xuống khoảng chừng là 85% và tổng cộng đó đã kéo dài chu kỳ đi xuống là 363 ngày sau đó chúng ta bước vào có dùng tích lũy và tiếp tục tiến tới thì bây giờ ra sao đó, chúng ta có thể nhìn thấy được là cái chu kỳ hiện bây giờ, nếu nói tới phần trăm đó, thì chúng ta vẫn chưa đi xuống phần trăm tương tự như năm 2018 hay là năm 2014 đâu các bạn. Chúng ta thấy được là từ đỉnh tới đáy đó, thì xuống khoảng chừng là 77-78% mà thôi, so với những cái chu kỳ trước đó là xuống tới 85% lận. Có nghĩa là giá của BDC có thể xuống thêm 7% nữa. Và nếu chúng ta lấy cái mức là 69.000 thì nếu như mà xuống khoảng chừng là 85 hay là 84% đó, thì giá BD sẽ xuống tới mức là khoảng chừng 11.000 đô. Đó là dựa theo những chu kỳ trước mà thôi. Nhưng mà các bạn thấy được là không phải chu kỳ nào nó cũng hoàn toàn giống nhau đâu. Chu kỳ nó sẽ tương tự như nhau chứ không phải là hoàn toàn giống nhau. Nhưng mà các bạn thấy được là có nhiều điểm tương tự. Chúng ta thấy được là cây chiều ngang nó nghĩa là cái thời gian chúng ta đã trong cái thời kỳ đi xuống này đó 375 ngày rồi thì cũng tương tự như là cái thời kỳ của năm 2018 là khoảng 363 ngày À, tính theo cái chu kỳ trước đó của năm 2014 đó là các bạn đã nhớ là khoảng 409 ngày thì nói chung đó các bạn được là tính theo thời gian đó thì có thể chúng ta đã gần thấy đấy rồi nếu như chúng ta tính theo thời gian của những cái chu kỳ trước đó tôi tính theo phần trăm đó thì có thể chúng ta còn có thể thấy giá đi xuống thêm một phần nữa nhưng mà về thời gian có thể sẽ kết thúc chu kỳ đi xuống này đó nhanh hơn là nhiều bạn tưởng tuy là cái giá đi xuống thêm nhưng mà sẽ kết thúc nhanh hơn là bạn tưởng đó là cái tài liệu chúng có thể chia sẻ dựa theo những cái lịch sử trước đây với các bạn dựa theo những chu kỳ và chúng ta cũng thấy có rất nhiều à, những cái chỉ số on chain đó các bạn thấy được là chúng ta sẽ không nhìn về từng chỉ số một nhưng mà nhiều bạn đó cũng đã biết chúng ta trước đây cũng nhìn vào một cái chỉ số có tên là CBBI thì đây là một cái chỉ số được tạo ra đó bởi Colin với cái YouTube là Colin Talk Crypto thì đây là một cái chỉ số mà gộp lại nhiều chỉ số chúng ta xem riêng lẻ đó giống như là pi cycle hay là NUPL hay là R Hodler, Pumotable. những cái chỉ số chúng ta thường hay xem trước đây riêng lẻ đó thì hợp lại hết cho chúng ta có một cái chỉ số tổng đó thì bây giờ chỉ số này đang mức là số 3 đó các bạn số 3 là cực kỳ thấp luôn chúng ta có thể thấy được là chỉ số 3 này đó có nghĩa là ngang hàng với lại những thời điểm như là đáy của năm 2018 khi mà chỉ số này là con số 2 hay là thời điểm của tháng 1 năm 2015 khi mà chỉ số này là con số 1 thì nói chung nó nhiều chỉ số cho chúng ta thấy được chúng ta đã, đã, gần tới đáy rồi hay là đã đến đáy rồi đương nhiên tôi sẽ không biết được cái đáy đâu tôi chỉ có thể chia sẻ với các bạn đó là dựa theo lịch sử thì thuận có lòng tin là đây là những thời điểm mà tích lũy tốt nếu như các bạn có cái thời gian dài hạn có lòng tin vào BTC trong thời gian khoảng chừng là 2 tới 3 năm tới đây thì đó là cái suy nghĩ riêng của thuận mà thôi thuận sẽ không kêu ai làm gì hết nhưng mà đó là điều mà thuận tin tưởng và đó là điều mà thuận vẫn tiếp tục tích lũy hàng tuần như là nhiều bạn đã biết rồi và nếu các bạn hỏi thuận đó là nếu chúng ta nhìn vào chu kỳ tâm lý thị trường đó thì chúng ta đang ở cái thời điểm nào thì các bạn đã biết đây là chu kỳ tâm lý thị trường chúng ta đã nói tới nhiều lần chúng ta đi từ bắt đầu từ tăng trưởng của một chu kỳ là hoài nghi. Tại vì lúc đó nhiều người nghĩ là đây là sự tăng trưởng giả mà thôi làm gì có chuyện uh, tăng trưởng bây giờ. Nhưng mà sau đó giá cứ tăng dẫn đến hy vọng, rồi tăng tiếp tục dẫn tới lạc quan, tiếp tục nữa dẫn tới niềm tin, tăng tiếp tục tới phấn khích, rồi tới đỉnh là hưng phấn. Là chúng ta sẽ bắt đầu cái thời điểm đi xuống là từ kiêu căng tới lo ngại, phủ nhận, hoảng loạn, đầu hàng, phẫn nộ, chán nản, rồi tới hoài nghi cho một cái mùa tăng trưởng mới. Thì các bạn đang người chúng ta nằm ở đâu? thì dựa theo thuận đó thì nếu như chúng ta nhìn vào cái tâm lý của những cái thời điểm như là hoảng loạn đó thì ai cũng bán tôi cũng cần phải bán cần phải thoát ra hay là đầu hàng đó tôi bán hết không thể để lỗ thêm hay là phẫn nộ tại sao vẫn có người bán ai đang sốt tại sao nhiều tin tốt mà thị trường vẫn tiếp tục đi xuống tại sao chính phủ không cấm việc thao túng thị trường hay là chán nản tiền tôi đã mất tại sao tôi đầu tư quá nhiều tôi là hàng ngốc thì Thuận nghĩ là chúng ta ở đâu đó từ đầu hàng phẫn nộ đến chán nản đó là cái sự suy nghĩ của Thuần tại vì các bạn cứ thấy đi những cái diễn đàn những cái comment bây giờ đó thì nó hầu như là phản ảnh ba cái tâm lý này đầu hàng phẫn nộ và chán nản thì nói chung ngay cả cái biểu đồ tâm lý thị trường thuật nghĩa chúng ta vẫn đang ở cái mức là gần đáy rồi đó là cái suy nghĩ của thuận và đương nhiên không phải là thông tin nào cũng xấu được các bạn các bạn thì chúng ta vẫn có những cái thông tin à, tốt trong thị trường không phải ai cũng đang lo sợ đâu chúng ta thấy được là có thông tin đến từ cái công ty đầu tư pantera thì à, đây á, là cái thông tin công ty pantera đã mua thêm 140 triệu đô la bitcoin cho cái hàng của họ họ nói tổng cộng đó là họ có 141 khách hàng à, đầu tư chuyên nghiệp và những khách hàng này đó thì mọi khách hàng đã đầu tư khoảng chừng là 50.000 trở lên thì mỗi người sẽ có một mức đầu tư khác nhau thì nói chung đó đây cũng là một cái thông tin phản ảnh được là có nhiều nhà đầu tư lớn đó họ có tiền họ có tầm nhìn dài hạn thì họ cũng không có sợ đâu các bạn nhưng mà có phải là họ all in hay là không thì có thể là không đâu tại vì các bạn thấy được là họ chỉ mua tổng cộng đó là 141 người này thì mua tổng cộng chỉ có 140 triệu đô la bitcoin mà thôi chứ không phải là hàng tỷ như là trước đây nhưng mà nói chung chúng ta thấy được là những nhà đầu tư lớn đó có thể là họ cũng đã bắt đầu thích lũy dần rồi họ chắc cũng không có giá in bây giờ đâu tại vì có nhiều điều chúng ta chưa biết và chúng ta sẽ biết trong thời gian ngắn kế đó chúng ta cũng có cái tài liệu hàng tuần chúng ta nói đến tài liệu đến từ con thì các bạn thì được tài liệu này đó là, là cho chúng ta biết những quy đầu tư lớn thì dòng tiền họ đi như thế nào họ rời khỏi hay là đi vào thị trường này thì chúng ta thấy được là tuần này chúng ta vẫn tiếp tục có thêm 43 triệu đi vào thị trường này không phải là con số lớn lắm nhưng mà vẫn tiếp tục thấy sự hứng thú đến từ thị trường này chúng ta thấy được là 14 triệu là đi vào quỹ BTC chúng ta có con số lớn hơn đó là 18 triệu đi vào quỹ short BTC Thì nói chung đây cũng là một cái dấu hiệu cho thấy là những nhà đầu tư lớn đó thì họ vẫn còn hứng thú Cho dù là một số người họ muốn đi vào những quỹ short BTC thì họ nghĩ giá thì xuống thêm Nhưng mà vẫn có người tức tự hiện tại Nói chung đó thị trường bây giờ vẫn còn sự hứng thú đến từ những nhà đầu tư lớn các bạn Và nói tới nhà đầu tư lớn đó chúng ta thấy được là có một Nhà đầu tư lớn đó chính là Bill Ackman Thì Bill Ackman là một nhà đầu tư, là một tỷ phú các bạn thấy được là ước tính là khoảng 3,4 tỷ đô la. Thì Bill Ackman này đó là một người mà trước đây rất là ghét crypto các bạn, không có tin đâu và bill Ackman thì đột ngột cách đây một ngày thì đã chia sẻ một cái thuyết cũng rất là dài liên quan tới là sau khi mà có sự sụp đổ của ftx sau khi mà có nhiều sự xảy ra đó thì các bạn nghĩ là bill Ackman có thể giống như là một số người đó trước đây đã không đi crypto thì lợi dụng những lúc này để mà cười chơi crypto nhưng mà không phải đâu bill mình đã nói là sau khi nhìn kỹ hơn đó thì ông ta bây giờ đó đã là một người mà tin vào tương lai của crypto giống như là telephone trước đây hay là điện thoại hay là internet crypto đó sẽ là một cái tương lai của thị trường tài chính và có nhiều thứ đó chỉ có thể làm được ở trên crypto mà thôi chứ không thể làm được ở trên những cái nền tảng hiện tại thì cái thuyết này rất là dài thôi sẽ không chia sẻ từng thuyết với các bạn nhưng mà nói chung đó, thì các bạn thấy được là bill mình thật sự cũng không phải là một người À, mà có cái lý lịch tốt gì đầu tư nói chung thì có lúc ông ta cũng đã đoán đúng có lúc ông ta đoán sai nhưng mà nói chung thì cũng là một tỷ phú đã có thể kiếm được nhiều tiền từ đầu tư nhưng mà chúng ta thấy được là cái sự nhìn nhận của Bill Ackman Trong thời điểm mà hỗn loạn như thế này Và tương lai của crypto đó cũng không gì gọi là quá khác Với lại trước đây khi mà chúng ta thấy là sự sụp đổ của bóng com đó Thì sau sự sụp đổ của bóng com đó Có thể là nhiều người sẽ rời khỏi Và nhiều người đã rời khỏi Và không đầu tư vào những công ty công nghệ lúc đó mà Họ bỏ lỡ nhiều cơ hội Nhưng mà một số người đó sau sự sụp đổ đó Thì thật ra cái sự sụp đổ của bóng com Đã khiến cho họ có cái nhìn rõ hơn giống như là các bạn thì được là khi mà có động đất đó thì những căn nhà còn lại là những cái nhà mà có nền tảng tốt. Lúc mà chưa động đất đó thì rất khó nhìn được căn nhà nào là căn nhà mà có nền tảng tốt, căn nhà nào không phải. Nhưng mà khi có động đất rồi đó, những cái nhà mà có nền tảng xấu đã sập thì những căn nhà còn lại là những căn nhà mà có nền tảng tốt thì đã dễ dàng hơn để những nhà đầu tư nhận được những căn nhà đó là những căn nhà nào. Cũng giống như là chúng ta nói tới crypto cũng vậy thôi. À, các bạn thấy được là đối với những cái sự thanh lọc thị trường như thế này đó thì dễ dàng hơn cho những nhà đầu tư có thể nhìn ra được là những dự án nào là những dự án tốt, những dự án nào là những dự án không có tốt và quan trọng hơn đó là nhìn ra được cái tầm quan trọng của Bitcoin tại sao Bitcoin khác với là những crypto khác. Đó là cái uh, lời phát biểu đến từ Bill Ackman uh, về cái sự thay đổi cách nhìn của ông ta về thị trường crypto này lại có thêm một cái voi trong thị trường này nữa đó các bạn. Yo, yo, I'm like an addict. Do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got